Những ngày qua, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã bắt tay vào công việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt khuẩn, chuẩn bị tốt nhất để đón học sinh đến trường vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Tại trường trung học phổ thông Trần Phú sáng nay, toàn thể giáo viên nhà trường đã tập trung tổng dọn vệ sinh trường lớp, sát khuẩn bề mặt nền nhà, bàn học, bảng đen, vệ sinh, sát khuẩn nhà vệ sinh, đồ dùng cá nhân, đồ dùng dạy học. Năm học mới 2020-2021 đã bắt đầu được một tuần. Các thầy cô giáo không giấu được niềm vui khi sắp được đón học sinh trở lại trường học. Nói chung là cũng rất là háo hức đó, tại vì có hai cái đợt dịch rồi đi học cũng lâu lắm rồi, chưa đi học lại, với lại năm học này cũng đặc biệt là khai giảng online nên bây giờ cũng rất là chào đón, cũng mong được gặp các em. Còn tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, các giáo viên trong tổ thể dục đã kể lại các vạch vui trên sân trường, sân bóng rổ để sẵn sàng cho những giờ học trong năm học mới. Tổ thể dục thì phụ trách cái việc kẻ lại cái sân, bởi vì là trường mình là cho học sinh được đón ở trong sân trường, cho nên là việc của giáo viên thể dục là mình kẻ lại cái khu vực để cho phụ huynh biết được cái chỗ đưa đón học sinh, để đỡ xe cho nó gọn gàng, và kẻ lại cái nhà xe chỗ giáo viên, rồi là kẻ lại cái sân bóng rổ. Thì thực ra cái tâm trạng thì cũng rất là vui, bởi vì là đã nghỉ một thời gian rất là dài, và cái việc này thì mình cũng chung tay góp sức với lại nhà trường để cùng đón các em đến trường đón chào một năm học mới. Các trường học cũng phối hợp với trung tâm y tế địa phương tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực trường học để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ngoài tổng dọn vệ sinh, nhiều trường học cũng bố trí dung dịch sát khuẩn, xà phòng, máy đo thân nhiệt để phục vụ công tác phòng chống dịch. Các bảng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cũng được lắp đặt tại các vị trí dễ quan sát nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa dịch cho các em. Nhà trường cũng đã tiến hành kêu gọi phụ huynh mạnh thường quân và mua thêm khẩu trang, nước sát khuẩn, dung dịch và cái cả là trang bị thêm cái mũ che tia giọt bắn để mà hỗ trợ cho giáo viên và các em học sinh trong quá trình các em trở lại trường. Và trong cái ngày đầu tiên khi các em quay trở lại trường vào ngày 14 tháng 9 thì nhà trường sẽ dành ra từ 1 cho đến 2 tiết học để triển khai về nội quy quy định của nhà trường. Bên cạnh đó là triển khai về các biện pháp phòng chống dịch đến học sinh. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 14 tháng 9 tới đây, học sinh các khối trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ đến trường. Ngày 21 tháng 9, học sinh bậc học mầm non và tiểu học trở lại trường học. Sở khuyến cáo các trường học căn cứ thông điệp 5K, chung sống an toàn với đại dịch COVID-19 của Bộ Y tế và sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành để chọn lọc những nội dung cần thiết để người dạy thực hiện và hướng dẫn người học thực hiện.